Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Mậu Thân sinh năm 1988. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về vận trình của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các em có cái vòng thái tuế ở trên đầu, không phải là trực thái tuế mà là phạm thái tuế, cho nên là khá là nhiều khó khăn. Dù rằng các em có cái sao chiếu mệnh là một phúc tinh thái dương, tuy nhiên từ đầu năm đến bây giờ thì người Mậu Thìn do vòng thái tuế vận hành nhiều, cho nên không có mấy suôn sẻ. Trong vận trình của 6 tháng cuối năm thì người Mậu Thìn sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn cái vận trình của 6 tháng đầu năm. Mới đầu thì anh có xem sơ qua, anh thấy có sao phúc tinh là thái dương, cho nên là anh gần như là không muốn làm tới. Tại vì nói ồ sao tốt rồi làm gì, tốt rồi làm mấy người này cũng đâu có ở không đâu coi công việc đồ hạnh thông. Tuy nhiên là anh nhận được khá là nhiều yêu cầu là anh ơi sao làm không bỏ tụi em Mậu Thìn rồi này kia. Thì anh mới vừa rồi do làm ở Giáp Thìn thì anh mới từ cái Giáp Thìn anh mới nghiệm ngược lại, thì anh mới là tụi Thìn mà như Giáp Thìn như thế này thì Mậu Thìn chắc cũng chắc là không tốt đẹp, cộng với cái việc mà các em yêu cầu nhiều quá, cho nên anh sẽ làm và chia sẻ với các em những cái tốt xấu ra sao ở trong vận trình những tháng còn lại trong năm, để mà các em có cái sự quyết định của mình ở trong công việc mọi thứ nó tốt đẹp một chút xíu, chứ không vừa hết cái năm này là chúng ta vào cái vận tam tai thân tí thìn ở trong những cái năm tiếp theo ha. Rồi 22, 23, 24 là những năm mà người thân tí thìn sẽ vào tam tai, thì trong đó các tuổi các em, cho nên đây là một năm tiền lề. Dù rằng có nhiều cái tốt đẹp, tuy nhiên là cũng như anh nói là không có cái gì mà rơi thẳng đứng từ đây mà rớt cái bạc xuống vậy được. Ví dụ như vào tam tai nó rớt thẳng xuống vậy thì không có, nó phải rớt từ từ. Thì năm nay là một bắt đầu mình đổ dốc rồi ha. Rồi bây giờ thì để có cái nhìn nhận tốt về cái vận trình thì chúng ta phải xét sao hạn vận niên nó sẽ ra sao. Thì những người mà Mậu Thìn chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi Mậu Thìn là sẽ là những người sinh từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 cho đến ngày 5 tháng 2 năm 1989. Đó là những người chịu sự chi phối của người Mậu Thìn. Người Mậu Thìn do là những người mà sinh mà trước tháng 4 thì là những người dù là mệnh mộc nhưng vẫn là những người nóng nảy, hơi bốc đồng một tí xíu so với những người sinh sau đó, vì là họ chịu sự chi phối của cái người đinh mão ở trên mạng của mình. Thí dụ như là mẹ mình mang thai thì là mình đẻ tháng 4 thì chắc chắn là mình nằm một ít ở trong bụng là nằm ở trong năm 1987, năm đinh mão ha. Cho nên là thường là những người đó là nóng nảy, rồng mà mệnh mộc Mậu Thìn á thì sinh mùa xuân thì thường là nóng nảy hay bốc đồng, làm những cái việc mà gọi là chính cái sự bốc đồng của mình dẫn đến thất bại cũng chấp nhận. Người chữ Mậu thì thường là giỏi về buôn bán, giỏi về kinh doanh hơn là làm nghề nghiệp chuyên môn. Mậu Thìn lại là người có cái tầm hướng ngoại giao tốt, cho nên là nên chọn những ngành nghề kinh doanh hơn là đi làm chuyên môn. Rồi, đó là sơ khởi. Người thì là mệnh mộc năm nay 34 tuổi. Người mệnh đại lâm mộc. Như vậy nếu mà người mệnh mộc gặp một cái năm Tân Sửu là năm Thổ thì đây là bản mệnh khắc năm, tương khắc xấu. Năm này các em dễ gặp những khó khăn vất vả trong cuộc sống, sức khỏe kém và dễ suy hao tài lộc. Đó. Được phúc tinh thái dương, một trong những cái phúc tinh mang đến may mắn phúc lộc tốt. Đây là một cái điều tốt đẹp đối với người Mậu Thìn ở trong cái năm có dòng thái tuế, mình gọi là thái tuế ha. Phúc tinh thái dương chiếu mệnh thì mang đến ý nghĩa là hưng hoang nè, dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn kinh doanh, còn mua bán thì dễ gặp may mắn. Nếu đang thai nghén
thì rất là tốt đẹp cho em bé được bình an. Còn đối với người độc thân á, mà gặp sao Thái Dương cộng với cái mệnh như thế này á, thì rất dễ có được tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên sao Thái Dương sẽ mất chí khí vào tháng 6 là tháng này nè. Hôm nay đã là ngày 13 tháng 6 rồi. Với lại tháng 10 âm lịch. Ở trong những cái lúc mà cái sao này nó mất chí khí đó, thì đề phòng cái chuyện tật ách và bệnh tật đau ốm. Đó là những cái sơ khởi cho người Mậu Thìn về sao. Còn hạn á thì hạn của năm á là một hạn địa võng. Hạn này thì đem đến nhiều âu lo, dễ gặp thị phi tai tiếng ha. Từ đầu năm là cái vận trình của cái vòng thái tuế, mình bị phạm thái tuế thì nửa đầu năm chắc là nhiều cái việc dễ thị phi tai tiếng hơn là nửa cuối năm. Người ta nói là gặp cái hạn này là chú ý công việc làm ăn kinh doanh thì không được thuận, có thể phải tạm nghỉ. Còn các bạn đang làm trong cơ quan hãng xưởng thì rất dễ bị mất việc hoặc là phải chuyển đổi công việc khác. Đó là một cái mình dễ nhận thấy. Trong nhà gặp hạn địa võng thì trong nhà dễ có người bệnh nạn hoặc là tan khó. Vận niên của năm thì là vận niên tốt đẹp, đó là vận niên dương hồi nhạn, một cái hình ảnh là con dê về suối về rừng ha, được ăn no đủ, cho nên là cái hình ảnh đó như thế nào thì nó cũng thể hiện cái năm như vậy. Tuy là một năm gặp vòng thái tuế nhưng mà người Mậu Thìn thì chắc là không phải lo ăn nghỉ, ăn uống đồ này kia, sẽ có dễ có lộc trong ăn uống, không có sợ đói ha. Nói chính xác vậy đó, nghèo thì sợ chứ còn đói thì chắc chắn là Mậu Thìn sẽ không phải là người sợ đói. Người ta đó là nói vui thôi chứ còn thật sự ra cái vận niên dương hồi ngạn nó có cái tác dụng như thế này, là đây là một năm thuận thành, làm việc gì cũng tốt đẹp, có cơ hội thay đổi công việc ở phía trước. Nhưng công danh trong năm nay thì diễn biến không tốt đẹp. Tại vì mà nãy mình nói đó, cái phần mà làm trong cơ quan hãng xưởng là tức là người làm trong công danh á, công danh sự nghiệp á, thì không tốt đẹp, dậm chân tại chỗ. Trong gia đạo thì dễ đón tin vui, thêm về có thể là thêm người, tức là thai nghén. Tuy nhiên hãy cẩn thận việc đi đường, xe cộ không tốt đẹp, bệnh nạn bởi vòng thái tuế là trực chiếu vẫn luôn đi theo mình. Thiên can thì chữ Mậu và chữ Tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy nếu mà mình cho lời khuyên thì năm này không phải là một năm nên đổi việc, tức là nên khởi xướng cái việc gì mới như là kinh doanh, chứ còn mà đổi việc thì thật ra là mình bắt buộc ở trên rồi ha. Nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ và Tân là Kim, đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất, một năm rất dễ suy hao tài lộc tốn tiền. Địa chi Thìn Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, này trong phạm tứ hành xung, cho nên là chủ về chuyện buồn và thị phi nhưng không phải chính xung, nên được giảm bớt nhẹ nhàng hơn. Đó là những cái gì mà mình phải để cho cái tử vi của trọn năm nó như thế. Dĩ nhiên là còn phải tọ cung tiểu vận, tọ cung tiểu hạn, nhiều thứ khác, nhưng mà bây giờ đã là giữa năm rồi, cái đó nó bản đi qua hết một đoạn đường rồi, cho nên là không muốn nhắc lại cái đó việc đó nữa, và chi tiết quá thì nó quá dài video. Bây giờ mình vận vào 6 tháng cuối năm với những cái vận trình, với những cái sao hạn như thế thì 6 tháng cuối năm nó sẽ ra sao. Tháng đầu tiên của vận trình 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch. Tháng này là tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Một số phần đông, tại vì do là người Việt Nam là hơn 70% là người Phật giáo, cho nên là cái tháng này gần như là cô hồn đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên ở trong cái tử vi thì tháng này chỉ là tháng bính thân. Vì sao? Vì Phật giáo ra đời sau tín ngưỡng dân gian, rồi tín ngưỡng về tử vi phong thủy tới hơn 10.000 năm, cho nên là Phật giáo thì mới có 2.500 năm thôi. Cho nên là lúc này, trước khi có cái này thì không có cái chuyện cô hồn ha. Trước khi có Phật giáo không có chuyện cô hồn. Tháng 7 âm lịch là tháng bính thân, mà tháng bính thân thì là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là người mệnh mộc sinh hỏa là bản mệnh bị sinh xuất. Sức khỏe bổn mạng không tốt, suy yếu. Phúc tinh tài tinh vì thế cũng phải suy yếu theo. Thiên can Mậu Bính
thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ mà bính là hỏa, như vậy đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh, có thể đây là tháng sẽ có tài lộc, sẽ đỡ khó khăn hơn cho người Mậu Thìn về tiền tài, về công việc. Địa chi thì càng khẳng định hơn cái việc đó, khi đây là tháng thân mình tuổi Thìn nằm trong cái bộ tứ tam hợp là thân tí Thìn, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà đôi khi là còn rất dễ cho cái việc mà có quế nhân giúp đỡ mình, đưa đường chỉ lối cho mình trong công việc làm ăn. Các em độc thân thì đây là cái tháng cũng rất là dễ có cái tình cảm, có cái kết nối gì đó về một mối lương duyên mới tốt đẹp ha. Đó là sơ khởi của cái tháng 7. Tiếp đến đó là tháng 8. Tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì cũng không khác gì tháng 7 khi mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, không tốt cho bổn mạng và sức khỏe. Đây là một cái điều mà mình điểm trừ trong hai cái tháng mà có tam hợp và lục hợp tháng 7 và tháng 8 đối với người Mậu Thìn. Thiên can thì sao? Thì chữ Mậu với chữ Đinh cũng không khác lắm với tháng 7 khi là Mậu Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ, bính Đinh là hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành thiên can được tương sinh. Cho nên tháng này cũng tiếp tục là một tháng công việc hanh thông, có thể có chút tài lộc đỡ đần cho cái những tháng đầu năm của người Mậu Thìn nữ mạng khi có thái tuế hoành hành quá mạnh. Địa chi thì quá tốt đẹp luôn, khi Dậu và Thìn là cặp địa chi lục hợp, đây là dấu hiệu mà gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái điều vui vẻ. Còn những em độc thân thì cũng giống như tháng 7, thậm chí tốt hơn tháng 7 nữa, là về cái việc gia đạo tình cảm dễ có khởi sự mới, có nhiều tốt đẹp hơn. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch của năm nay, năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề gì, không phải lo lắng nữa. Thiên can thì chữ Mậu của Mậu Tuất và Mậu của Mậu Thìn là đồng hàng, bổn mạng. Cho nên là công việc làm ăn chắc rằng cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi, thậm chí là thuận lợi hơn cái tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên tháng này thì rất dễ gặp thị phi tai tiếng, xung khắc trong gia đạo, đặc biệt là các em có gia đình, dễ có cái chuyện xung khắc gia đình lắm. Vì sao? Vì tháng này địa chi Thìn và Tuất là cặp địa chi lục xung, cẩn trọng gia đạo tình cảm, có nhiều điều xấu, không có tốt đẹp. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi, mà tháng Kỷ Hợi cũng giống tháng 9 là một tháng mộc. Như vậy trụ mạng thì sao? Mộc đồng hàng, bổ mạng sức khỏe, không phải lo nghĩ gì cả. Ok, tốt đẹp. Thậm chí phúc tinh và tài tinh sẽ được phát huy tác dụng của mình tốt nhất. Đặc biệt là mình có cái phúc tinh Thái Dương ha, một cái ngôi sao có thể đó là mạnh nhất, tốt đẹp nhất trong cái hệ tính sao hàng năm. Rồi thiên can thì Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cả Mậu lẫn Kỷ thì đều là thổ. Như vậy ok, tiếp tục là một tháng tốt đẹp về công việc hanh thông mọi điều, đỡ đần hơn cái tháng mấy tháng đầu năm nhiều về công việc mọi thứ. Rồi địa chi Hợi Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Tháng này đỡ hơn tháng 9 ha, gia đạo tình cảm sẽ không có gì là quá xung quá khắc. Ok, mọi điều tốt. Tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng này thì là tháng thổ. Như vậy thì trụ mạng không được đẹp do lắm, khi mộc của bản mệnh khắc tháng. Sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổ mạng và sức khỏe, có thể là có bệnh hoặc nạn. Thiên can Mậu Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên Mậu nạp âm thổ, Canh Tân thì là kim, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này là bắt đầu chịu cái sự chi phối của tài lộc suy hao,
ha, tháng này là bắt đầu nó lơ vô, chuẩn bị rơi đó, chuẩn bị vào tam tai rồi, nó rơi rồi đó, coi như nên cẩn thận về mọi thứ. Tuy nhiên tháng này thì là tháng tốt về gia đạo tình cảm. Khi người tuổi thân, ra người tuổi thìn gặp tháng tý thì phải thuộc nhóm tam hợp thân tý thìn. À, tháng này mà mấy em độc thân thì cũng rất dễ gặp tình cảm. Tuy nhiên mà gặp tình cảm ở trong tháng này thì chưa chắc. Ha, năm ăn năm thua chứ còn không phải là tốt đẹp giống như tháng 7 và tháng 8. Ha. Rồi. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021. À, tháng 12, tháng Chạp. À, tháng này là tháng Tân Sửu luôn, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu. À, chắc chắn là một tháng thổ nữa. Chủ mạng cũng tiếp tục là bản mệnh khắc tháng. Sức khỏe và bổn mạng không tốt đẹp, cẩn thận những cái bệnh nạn không tốt. Người Mậu Thìn mệnh mộc cho nên rất sợ những tháng lạnh. À, đây là tháng không tốt đẹp của cái người mệnh mộc Mậu Thìn. Nữ hay nam mạng thì cũng vậy thôi. Rồi, à, thiên can thì Mậu Tân cũng giống như là Canh Tân ở tháng 11, khi không có xung không khắc không gì cả. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của Tân là Kim, Mậu là Thổ, đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất. Tháng này tổn tiền hào tài là cái chuyện rất dễ xảy ra, không có phải suy nghĩ gì. Nhưng mà tháng mà sinh xuất như thế này thì nó không phải là sinh hao tốn nhiều, không phải là bị như là tương khắc nhau ha. Ví dụ như là giáp khắc Mậu đồ này kia thì nó nặng nè, còn cái này thì nó đỡ hơn. À, giống như tháng 5 vừa rồi vậy đó, mà các em tốn nhiều tiền là do là tháng giáp, mà tụi em là Mậu cho nên là tháng tốn tiền. À, rồi, à, đó là cái này, có thể là tháng mình sẽ tốn tiền ít hoặc là mình đầu tư có cái chủ ý ha. Rồi, địa chi Sửu Thìn thì cũng giống như là năm, à, nằm trong cái bộ tứ hành xung. Tuy nhiên đây không phải là chính xung cho nên là gia đạo tình cảm chắc là có thể có những cái buồn phiền nhỏ. À, nếu như mình đoán không lầm thì rất dễ tháng này rất dễ có tan chế ở trong gia đình, à, hoặc là có chuyện buồn ở trong gia đình xảy đến mà không biết là chuyện gì, mình không thể khẳng định được vì còn tùy vào cái ngày tháng năm sinh phúc phần của mỗi người, à, cộng với là cái thí dụ như tháng này mình xui nhưng mà cái những cái người trong gia đình của mình là tháng tốt thì cũng chẳng có sẽ xảy ra, nhưng mà tháng này mình xui, ông già bà già cũng xui luôn thì chưa chắc ai là ai ha, mình không dám chắc được. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các em, à, tuổi Mậu Thìn nữ mạng những cái thông tin cơ bản về tử vi cũng như là vận hạn những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021, một trong những cái năm mà các em bị phạm thái tuế, à, năm tiền đề của cái 3 năm tam tai tiếp theo. Hy vọng rằng với cái sao Thái Dương vốn dĩ rất mạnh sẽ kéo giảm bớt những cái xui xẻo mà mình đang phải vướng phải, để có một năm thật sự tốt đẹp. Hy vọng rằng những cái thông tin anh vừa tổng hợp và chia sẻ sẽ giúp các em biết định hình cho mình những cái quyết định về công việc, tình cảm, gia đạo như thế nào đó để thật sự có một năm tốt đẹp vì được sao Thái Dương chiếu mệnh. Rất vui và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Phong Thủy, Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây. Đón chờ những cái video tiếp theo về Tử Vi của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.